Quán Ba Kimochi Pub, tầng 4 số 28 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động mặc cho Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đóng cửa trước 9 giờ tối để phòng chống dịch. Việc quán Ba Kimochi Pub phớt lờ quy định của pháp luật để mở quán đón nhận khách gây nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 khiến dư luận đặt ra câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai. Theo như đúng hẹn của một người bạn, đúng 21 giờ chúng tôi đã có mặt tại địa chỉ số 28 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy. Khi đến nơi, chúng tôi đã được nhân viên của quán đon đả đón lên tầng 4 của tòa nhà. Khi vừa đặt chân tới cửa phòng, tiếng nhạc chắc chúa từ trong phòng vang ra. Nhiều người đang đắm chỉ trên nền rượu, lắc lư theo điệu nhạc. Qua lời của một nhân viên, để nhằm qua mắt lực lượng chức năng, quán bar này chỉ nhận đặt bàn trước qua điện thoại hoặc trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch thành công, đến địa chỉ đã hẹn, quán sẽ cho nhân viên xuống đón khách và lập tức đưa khách vào bên trong rồi đóng sập cửa xuống. Theo thông tin từ người dân cũng như trong quá trình mục sở thị của phóng viên, tại quán bar Kimochi Pub càng về khuya, lượng khách đổ về ngày càng đông. Bên dưới tòa nhà được ngụy trang bằng cửa hàng Home Fame. Trên tầng 4 với cái tên rất mỹ miều, quán Ba Kimochi Pub. Đây là nơi hoạt động lén lút đón khách đến chơi, bất chấp công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây bức xúc. Mặc dù quán này chỉ nằm cách trụ sở Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa không xa, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà các hoạt động của quán bar này không bị chính quyền địa phương phát hiện, xử lý, khiến dư luận không khỏi hoài nghi, đặt ra câu hỏi phải chăng được bao che, bảo kê, cũng như cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền sở tại. Đáng chú ý, dù đang trong mùa dịch bệnh, nhưng toàn bộ nhân viên từ phục vụ cho tới quản lý của quán bar Kimochi Pub cùng các dân chơi có mặt tại đây đều không đeo khẩu trang và không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Điều này gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng cao. Trước thực trạng trên, phóng viên tòa soạn môi trường xây dựng điện tử đã đặt lịch làm việc và liên hệ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa để làm rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, lãnh đạo nơi đây cho biết đang bận trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chưa thể thu xếp làm việc được. Qua đó, thiết nghĩ Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cần sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh việc quán bar Kimochi Pub có được bảo kê, bao che hay không đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm nếu có. Mới đây nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch 243 KD Ủy ban nhân dân ngày 29 tháng 10 năm 2021 về việc thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo kế hoạch, thành phố phân loại cấp độ dịch thành 4 cấp, gồm cấp 1 nguy cơ thấp, bình thường mới, tương ứng với màu xanh. Cấp 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Cấp 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. Cấp 4, nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Đối với nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi, vẫn được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách. Chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine đã khỏi bệnh. Đặc biệt, phải đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21 giờ hàng ngày. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm theo quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19, phải xử lý nghiêm. Tòa soạn môi trường xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.